Mai mình đi bãi trồng màu anh em, mình đem theo con mồi của mình, con mồi hai mùa của mình á. Con này con mái trắng mình nuôi được 8 tháng rồi anh em. 8 tháng, 10 tháng gì đó, con mái trắng này nè. Bữa nay em nó lên này, mình chở đi vợt cho anh em. Nó cái nết của nó thấy ghê quá. Hồi nãy treo lên bổi vừa về tới luôn mà nó đu cái lồng này nè anh em. Nó đu lên nó chụp sao mà sập xuống rồi cũng bỏ quảng hồn bỏ đi luôn. Từ nãy giờ mình còn treo con mồi hai mùa của mình, mới xích máy con bỏ nó quay trở lại mà giờ nó hót xuống rồi luôn rồi. Con này thì bỏ rớt vô có khả năng cắn cao lắm nha nè, nó là dữ quá, cái nết nó thấy ớn quá. Bây giờ mình đem nó dẹp vô đây để cho con mồi hai mùa bắt. Kêu dữ thằng lắm. Nè mình quay sát lập. Đang quay thằng khách người ta gọi cái nó bị tắt, quay lại cho anh em xem ha. À. Con này thì mình thấy cái mồng của nó ngã ngã về trước anh em, nhưng mà nó không có cong gì á. Có một số anh em ở trước mình quay thì anh em nói mồng lăn mà mình chưa có thấy nó ngã quậu xuống anh em. Mới thay lông có mùa mà không à. Khác lập luôn à. Đó, cái màu của nó đó. Con bổi thì nó mới quay về nó đấu với con mồi vậy bạn. Nãy chứ mình nghĩ nó đu vô rồi bắt đầu nó sập đó anh em, sập hộp á cái nó quảng hồn. Hai con mới treo lên rồi nó về tới liền à. Nó làm dữ lắm rồi, con này nó làm dữ lắm rồi, nó chắc nó đu lên sụp sao mà đứng xa quá mà không thấy rõ, tới chừng qua bên kia mình dòm thì mình thấy nó sụp rồi. Quay nè. Quay mặt mày cho anh em coi nè. Má trắng của mình nè. Đó. Nay mình đem nó đi vợt mà thấy em nó làm cũng dữ lắm nha anh em. Nãy bỏ xe vô là nó cào dữ lắm. Mà xong mình chở đi xe rồi xong móc ra nó giờ nó đứng im à. Rồi quay quảng cáo hàng cho anh em xem là chim của mình vậy thôi. Chim của mình thì nó ăn cám của mình làm không anh em. Đó, mình chỉ cám chuối, cám chuối, cám chuối. Lâu lâu cho ăn cái bình bát dây ha. Đó. Rồi.